Rồi, lên cái bô custom 100 cho anh em nha. Cái bô custom 100. Còn về gắp cốt. Đây, cái bô HMGBGK1 Honda. Bô custom 100 rất là đẹp nha anh em. À, đó. Rất là đẹp. Cái bụng của nó anh em nhìn thấy nè. Rất là đẹp luôn nha. Chuyên thấu xe nha anh em. G625D5A. Đó, cái cổ nè. Cổ rất là đẹp nha. Ở đây bị cắn hầm ốp một chút, gõ lại nha anh em. Đó, phần cổ nó anh em nhìn nè. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Này. Cái phần inox rất là đẹp nè. Lỗ thoát hơi rất là đẹp nè. Đích bồ rất là đẹp luôn. Anh em gắn cho rim lùng xe 100 là gắn xài trong hết nha. City rồi rim lùng rồi custom 100 này nọ các kiểu là điểu nè. Đấy, rất là đẹp nha mà. Cây bô rất đẹp nha các bạn. Rất đẹp luôn. Đây, đó, qua chậm chậm cho anh em coi. Chưa. Quá đẹp. Đây là mặt trước này, mặt tiền này. Mặt tiền rất là đẹp nha các bạn. Mặt tiền rất là đẹp. Đó. Đẹp các bạn. Đây. Anh em nào có nhu cầu lấy cái bô custom 100 thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Ở đây còn cái chẳng ba này, gắp này, cặp cốp nè, hộp sách nè, đó, với lại cặp bánh này nè, còn nguyên cặp bánh cái tầm trầm nữa kìa. Đó, anh em là có nhu cầu anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản để mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Chú ý là chỉ trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.